Chiều ngày 18 tháng 8, trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xuất hiện cơn mưa kéo dài, khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển của mọi người. Tối cùng ngày, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi cô gái chở theo hai người khác bị ngã xuống khu vực nước ngập, sau đó không qua khỏi do bị điện giật. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm ngày 18 tháng 8 tại khu đường Tô Vĩnh Diện thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chị D đều theo một cô gái cùng một cháu nhỏ đi qua đường Tô Vĩnh Diện. Khi đi tới đoạn đường thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, hai cô gái điều khiển xe máy đi vào lề đường. Tuy nhiên, do đường ngập nước, xe máy bị đổ ra khiến cả ba ngã xuống, nằm dưới đường kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân chạy tới thì phát hiện ra có điện nên đã khẩn trương dùng vật liệu cách điện để ứng cứu. Ba nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một cô gái đã không qua khỏi, trong khi hai người còn lại bị thương. Trong sáng ngày 19 tháng 8, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Tại vị trí các nạn nhân bị ngã vào tối ngày 18 tháng 8, mặt đường vẫn còn có nước, nhiều ổ gà loang lổ. Ngoài ra, kế bên có một bó dây cáp viễn thông với nhiều đoạn bị tróc vỏ nằm dưới lòng đường. Khi gặp trường hợp bị điện giật, muốn ứng cứu, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không chạm vào nạn nhân hay vùng truyền điện khi chưa ngắt điện, đeo găng tay cao su hay sử dụng vải thô, đi dép khô và đứng ở nơi khô ráo để ngắt nguồn điện, sử dụng vật liệu cách điện để chạm vào nạn nhân, đưa nạn nhân tới nơi an toàn.